Ngày 20 tháng 8, quân đội Nga cho biết đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư ở tỉnh Kursk và kiểm soát được trung tâm hậu cần chiến lược New York ở miền đông Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các hoạt động trinh sát và tìm kiếm tiếp tục xác định và tiêu diệt các lực lượng mà Moscow cho là xâm phạm vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Nga cũng đã tấn công các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine ở phía biên giới Ukraine. Cũng trong ngày 20 tháng 8, Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến sâu 28 đến 35 km vào tỉnh Kursk của Nga. Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 vừa qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch quân sự này là nhằm thiết lập một vùng đệm bảo vệ lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ đáp trả xứng đáng cuộc tấn công của Ukraine vào biên giới Nga, đồng thời tuyên bố sẽ không hòa đàm sau những động thái mới của Kiev.